Mỗi ngày, Đồng Nai ghi nhận gần 170 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Trung tâm Chỉ huy Điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trong vòng một tuần qua, trung bình mỗi ngày, tỉnh ghi nhận gần 170 ca mắc trong cộng đồng. Còn số này cao hơn hàng trăm lần so với các tuần trước đó. Hiện trung bình mỗi ngày, Đồng Nai ghi nhận gần 700 ca mắc COVID-19, trong đó số ca phát hiện tại cộng đồng chiếm hơn 25%, còn lại là ở các khu cách ly, phong tỏa. Thời gian trước, hầu hết ca mắc trong cộng đồng chỉ xuất hiện tại một số huyện, thành phố, song những ngày gần đây ghi nhận các ca mắc ở ngày 11 tháng 11 huyện, thành phố của tỉnh. Ca bệnh phát hiện tại cộng đồng tập trung ở các địa phương công nghiệp phát triển, nhiều công nhân sinh sống như thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Trạng Bom, Vĩnh Cửu. Hầu hết ổ dịch có liên quan đến người lao động tại một số doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da. Ngoài ra, có nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây. Đa số ca mắc trong cộng đồng ở Đồng Nai là người trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Nguyên nhân ca mắc trong cộng đồng tăng cao là do nhiều người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm 5K, không ít trường hợp ra đường nhưng không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó có trên 1,4 triệu người tiêm đủ hai liều, đạt gần 60%. Dù hầu hết người dân trong độ tuổi ở Đồng Nai đã được tiêm vaccine, song do hiện nay tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường mới. Nguy cơ dịch Covid-19 lây lan là rất lớn nếu người dân lơ là, chủ quan trong phòng dịch. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, nhất là vi phạm quy định 5K. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.